hai mũi nữa, một mũi cuối cùng. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với channel của mình là Lập Suzuki kia đây. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và ở tập trước thì mình đã chuẩn bị được một ít cái thứ cần thiết để chúng ta có thể đi đánh rồng Ender rồi. Ngoài ra thì mình cần phải chuẩn bị thêm một ít cái bóng tuyết này để phá những cái crystal các bạn ơi. Và mình còn phải chế tạo thêm một cái rương Ender nữa. Đấy, ở đây mình có thể chế tạo rương Ender bằng cách craft một cái mắt của Ender trước cái đã. Đây, và ngoài ra thì mình cũng cần thêm 7 cái mắt của Ender nữa các bạn ơi, để mình có thể lắp đầy được cái cổng kết thúc ấy. Và mình sẽ chừa ra một cái mắt của Ender nè, và làm một cái rương Ender như thế này. Đó. Sau đó mình sẽ cắt hết những cái thứ cần thiết vào trong đây các bạn ơi. Chẳng hạn như những lọ thuốc nè. Rồi, trước tiên là những lọ thuốc cũng như là những trái táo vàng, TNT, nhất là cây cung nha các bạn. Ở không có cung thì chắc mình không có đánh được đâu. Rồi, mình sẽ cho hết vào đây luôn nha. Thuốc nè. Tiếp theo là thuốc hồi máu cũng như là thuốc sức mạnh. Và các bạn có chỉ mình chế tạo thuốc sức mạnh này, và theo như mình tìm hiểu thì thuốc sức mạnh mình chỉ có thể chế tạo khi mà có thuốc cái lọ hơi thở của rồng thôi các bạn ơi. Thành ra giờ mình chưa có thể chế tạo được nha. Rồi, mình sẽ cắt mấy thứ này vào, táo vàng, TNT nè. Rồi mình sẽ đem theo một cái bột quỷ lửa luôn, để có gì mình chế tạo thêm một cái rương Ender nữa các bạn ơi. Rồi mình sẽ cho hết vào đây. Và mình có một cây cúp mềm mại ở bên cái kho hôm trước mình có enchant được ấy các bạn ơi. Rồi mình sẽ lấy cái cúp đó để có thể đập được cái rương Ender nha. Đây, cúp mà hiệu suất 4 và mềm mại luôn. Và ngoài ra thì các bạn có gợi ý mình là có thể sử dụng giường để giết rồng ấy. Mình thấy cách này cũng khá hay, nhưng mà hiện tại thì mình chỉ mới có cái quần bảo vệ khỏi vụ nổ thôi. Thành ra mình cần phải ép thêm một cái áo nữa. Và ở đây mình có một cái quyển sách bảo vệ khỏi vụ nổ từ đợt đi khám phá cái stronghold này các bạn ơi. Thành ra bây giờ mình sẽ ép nốt cái quyển sách này vào cái áo giáp của mình để được bảo vệ 4 cũng như là bảo vệ khỏi vụ nổ 4 nha. Thì mình mới có thể dùng cách đặt giường để giết rồng được các bạn ơi. Và bây giờ thì mình cần phải chế tạo thêm những cái giường nè. Ở đây mình có thể craft được 6 cái luôn. Không biết 6 cái mình có đủ không gian để đem theo không nữa. Nhưng mà thôi kệ đi, đem được bao nhiêu thì đem các bạn ơi. Rồi, giờ dùng những cái giường hồng để đánh nốt bé rồng luôn nha. Đây, 1, 2, 3. Mình không đủ rồi nè. 4, 5 và 6. Đó, tầm này là ổn rồi. Hát chim thạch thì chắc mình sẽ đem theo nè. Cung thì mình sẽ đem bên người đi. Dọc đường nếu gặp quái thì mình sẽ bắn luôn. Và cái cuốn sách này thì mình sẽ cho vào cái đe. Như thế này. Mình cần phải gỡ cái giáp ra trước cái đã. Đây, cho vô đây và cho vô đây. Mình đã được bảo vệ 4 và bảo vệ khỏi vụ nổ 4 luôn các bạn ơi. Nhưng mà tốn tới 11 kinh nghiệm lận. Wow, hơi mắc nha. Nhưng mà mình nghĩ tầm này cũng ổn rồi. Như vậy bộ giáp của mình có khả năng chống khỏi vụ nổ rất là tốt luôn. Mình sẽ coi còn phải đem theo những gì không ta. Còn phải đem theo những cái lọ nữa các bạn ơi, những cái chai thủy tinh này, để chúng ta có thể đem cái hơi thở của rồng về ấy. Hiện tại thì mình chỉ mới có 12 chai thôi. Mình nghĩ mình sẽ cố gắng đem theo thật là nhiều chai đi, để coi trong cái chỗ nấu đồ của mình còn thủy tinh không cái đã, để mình chế tạo thêm những cái lọ các bạn ơi. Đóng cửa lại. Thủy tinh mình hết trơn rồi, vậy là cần phải nấu thêm các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ chạy qua kho để lấy thêm kính nha. Rồi nấu lên để chúng ta có thể chế tạo thật là nhiều những cái lọ. Tại vì 12 cái lọ mình nghĩ là chắc cũng khá là ít đấy các bạn ơi. Tại vì rồng khá là hiếm mà. Thành ra bây giờ mình sẽ nấu thêm một stack cát nữa đi, để chúng ta có thể chế tạo thật là nhiều những cái lọ nha. Lọ thì nó có thể stack lại với nhau các bạn ơi. Thành ra mình có thể đem khoảng một stack lọ luôn ấy. Nhưng mà không biết mình có múc hết mấy cái hơi thở của rồng về được không thôi. Tại vì không gian trong người của mình khá là chật ấy. Mình sẽ cho vào đây 32 nè. Bên đây 32. Rồi, giờ mình chỉ cần đợi thôi. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ quay về nhà để coi còn thứ gì mình cần phải mang theo không ta. Để mình nghĩ xem. Những chai thủy tinh cũng rất là cần rồi nè. Vậy là cần phải mang theo block nữa. Có bạn nhắc mình là phải mang theo block trong người. Để có gì còn đặt nữa các bạn ơi. Ok, tạm thời mình sẽ cho trước những cái lọ vô đây đi. Và thang leo thì mình sẽ để bên người.
Block cũng để bên người luôn các bạn ơi. Chắc hết đêm nay, mình ngủ hết đêm nay ở nhà ấy, rồi mình sẽ bắt đầu cái chuyến hành trình đi đánh rồng thôi các bạn ơi. Mình sẽ đem theo khoảng 3 stack block đá cội nè, 1 stack thang leo, 1 stack có đủ không ta? Các bạn có kêu mình dùng cái dàn giáo ấy, nhưng mà dàn giáo thì mình trèo xuống khá là lâu các bạn ơi. Dùng thang leo thì mình có thể rơi tự do xuống và bám vô thang leo thì nó sẽ nhanh hơn ấy. Ở đây coi còn 1 stack nè. Đó, mình được 2 stack này. Và len thì chắc mình sẽ đem thêm một ít. Ngoài ra mình cũng cần phải lấy thêm gỗ các bạn ơi. Tại vì nếu mình 6 cái giường mình không đủ để giết rồng ấy, thì mình sẽ chế tạo thêm khoảng vài cái giường nữa để có thể đánh nốt được bé rồng nha. Lần này chắc dùng cách dùng cung với giường thôi. Đó, chắc ít dùng kiếm các bạn ơi. Dùng kiếm thì chỉ những cái phát đánh cuối cùng thôi ấy. Đây mình sẽ đem theo khoảng 1 stack cái ván gỗ luôn. Rồi len này, đầu bí ngô được khắc thì mình sẽ đội lên như vậy nè. Đó. Mặc dù nó hơi khó nhìn các bạn ơi, nhưng mà mình có thể dùng cách này ấy để hạn chế việc những cái tên Enderman đánh nhau với mình ấy. Đó. Hơi khó nhìn các bạn ơi, hồi tạm thời ở nhà thì đội cái mũ kim cương vô đi. Đó, rồi bây giờ thì mình sẽ chạy qua cái chỗ nấu đồ tự động, rồi chúng ta sẽ lấy nốt số kính và chế tạo những cái lọ nha. Thuốc men thì cũng đầy đủ nè. Lần này mình làm hơi nhiều thuốc tốc độ các bạn ơi. Không biết có dùng hết không nữa. Và các bạn có bảo mình là làm thuốc sức mạnh cấp 2 đi á. Nhưng mà mình nghĩ sức mạnh 1 cũng được các bạn ơi. Mình chỉ cần thời gian nó kéo dài thôi ấy. Đó. Và để coi còn thiếu gì không ta. Để nhìn kỹ lại một lần nữa các bạn ơi. Bật lửa cũng được nè. Đó. Vậy là mình có thể dùng bật lửa các bạn ơi. Không cần phải đem theo cái đốt redstone đâu. Mình có thể dùng bật lửa mà. Vậy mình sẽ dùng bật lửa để đốt cháy cái quả TNT nha. Để coi mắt Ender cũng đủ rồi. Ok, chắc tầm này cũng là ổn đó các bạn ơi. Mình sẽ cắt những thứ linh tinh vào rồi ngủ một giấc đi. Hồi sáng thức dậy mình sẽ đi lên đường nha. Và cúp gia tài thì mình sẽ để ở nhà đi. Mắc cái cúp gia tài thì uổng lắm luôn ấy. Và cúp mềm mại thì phải để bên ngoài. Nhét vô đây là hết cách để lấy ra luôn á. Để coi ok, tầm này chắc ổn đó các bạn ơi. Chắc bây giờ mình sẽ ngủ một giấc đi, rồi sáng thức dậy ấy, mình sẽ đi tới cánh cổng kết thúc, rồi chúng ta bước qua thế giới của The End và đánh nhau với Reminder nha. Ok, hẹn lại tất cả các bạn ở cái cổng kết thúc nha. Ok, cảm ơn, mình đã đi tới cánh cổng kết thúc rồi. Bây giờ mình sẽ kích hoạt cái cánh cổng kết thúc này lên nha. Giờ mình sẽ gắn vào mắt của Ender vào những cái ô còn trống như thế này. Ở đây và boom. Nó đã kích hoạt cái cánh cổng kết thúc rồi. Bây giờ mình sẽ lấy lại cái rương này trước cái đã. Tại vì trong đây chứa rất là nhiều đồ cần thiết để đánh rồng luôn. Rồi, giờ mình sẽ đập ra nè. Dùng cái cúp mềm mại mới đập ra được nha các bạn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi vào thế giới anh trọng thôi. Và bây giờ mình cần phải uống ít thuốc trước cái đã. Quên, phải uống thuốc trước các bạn ơi. Để vô anh trọng mình còn có tốc độ để chạy nữa chứ. Rồi, có tốc độ rồi. Sao ta? Mình sẽ quăng bển rồi cắt thêm đồ ấy. Rồi tạm thời thì mình mang vô đây đồ đi. Quăng bển thì mình sẽ đặt hai cái rương này xuống này, rồi mình sẽ cho đồ thừa vào bên trong nha. Rồi bây giờ thì đi vào cánh cổng kết thúc thôi. Let's go. Boom. Và phía trước chúng ta chính là Reminder. Đó con đang bay chính là Reminder đó các bạn ơi. Rồi bây giờ trận chiến sẽ sắp bắt đầu rồi. Mình cần phải cắt đồ ở đây trước đã. Ở đây mình sẽ đặt một cái rương đôi như thế này. Và cắt những thứ không cần thiết vào. Đừng nha, đừng hút mình nha. Ui, Reminder ơi, đừng hút nha. Hút mình một cái là thôi xác định luôn á các bạn ơi. Đấy, ở đây mình cần phải làm cái chỗ nút mình cũ trước đã. Cúp thì mình sẽ để vô đây đi. Đó, bây giờ mình sẽ đào một cái ô khoảng 2x2 đi. Đó, mình để mình làm nước chinh cũ ở đây các bạn ơi. Đây, sẽ đợt, cho hai xô nước xuống như thế này. Và như thế này. Đó, đã được nước chinh cũ rồi. Tiếp theo thì mình sẽ lấy hai xô nước theo trong người nha, để cho nó an toàn các bạn ơi. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ đội cái đầu này vô tạm thời thôi. Đó, sau đó mình sẽ soạn đồ tiếp nha. Mình sẽ đem theo một stack cái thang leo nè và một ít cái giường thôi. Chỉ một ít thôi nha các bạn. Tại vì mình sợ bị rồng đánh ngõm lắm. Mà thuốc sức mạnh nè, thuốc hồi máu nè, thuốc tốc độ nè, táo vàng thì một nửa luôn. Đó, cũng như là cầu tuyết nè. TNT rồi, tầm này là ổn đó. Giờ thì mình sẽ cởi cái này ra và đội lại cái nón kim cương. Xong, giờ thì mình sẽ bắt đầu đi lên và chiến đấu với rồng Ender thôi. Trước khi chiến đấu với rồng Ender thì các bạn nên bắn những cái này, những viên pha lê các bạn ơi, những viên pha lê kết thúc ấy, để cho rồng đừng có hồi máu ấy. Đó, được một viên pha lê rồi kìa. Rồi sẽ ui rồng Ender quánh luôn cái mấy con Enderman luôn kìa. Wow. Ui, vậy cố lên
đừng 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 phải da ao 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 nguy hiểm phải thủ sẵn xô nước các bạn ơi, tại vì khi mà rồng hút mình lên ấy thì mình có thể dùng xô nước để đặt xuống đó, khi đó thì chúng ta sẽ không bị nhận sát thương. Rồi giờ mình sẽ cố gắng bắn nổ mấy cái viên pha lê trước cái đã. Hơi khó tập trung lên chúng. Ui xíu nè, chúng đi đó. Ui được chưa ô như được hay gì rồi các bạn ơi. Về giờ những cái có cái lồng như vậy ấy thì mình cần phải trèo lên trển và đặt cái quả tiên ti để cho nó nổ các bạn ơi. Đây giờ mình sẽ dùng cái thang leo để trèo lên nha, táo vàng các kiểu nè, cầu tuyết cũng được. Cẩn thận rồi giờ trèo lên thôi. Đấy, đừng nha rồi cố lên nhanh lên. Ui đừng ui giờ trong chút nó đang ấy thì mình sẽ tranh thủ đào này ra nha. Rồi nè ao. Đừng quên nữa, tại vì đồ mình có bảo vệ con vụ nổ các bạn ơi, thành ra mình dùng cúp mình đập cũng được luôn ấy. Cũng khá là hay. Rồi giờ mình sẽ dùng mấy quả bóng tiết này chọi cũng được nè, để có rất nhiều cách để phá những cái pha lê các bạn ơi. Ở đây mình có khá là ít bóng tuyết, mình sợ chọi không trúng ấy. Đó được rồi kìa. Yeah, mấy cái xa thì mình sẽ dùng những cái mũi tên của mình để bắn. Ui mình cần phải lấy cái lọ nữa. Ui mấy cái lọ le. Ui mình quên lấy cái lọ để hút cái hơi thở của rồng kìa. Ui mình phải lấy thật là nhiều đem về nữa các bạn ơi. Quên nữa ta. Mũi tên mình bắn tiếp qua bên đây rồi nè. Rồi giờ mình sẽ tranh thủ lấy mấy cái lọ trước đã. Đây cái lọ mình để trong cái rương hay sao. Nè mình sẽ lấy một ít đem về nha. Rồi tranh thủ đợi một hồi mình sẽ khoan hả đánh rồng sớm các bạn ơi. Mình sẽ đợi cho rồng phun thật là nhiều cái hơi thở hay để mình lấy thật là nhiều đem về nha. Rồi không biết ở đây còn không ta. Đây hết rồi nè, nó hết hơi thở rồi. Ở đây còn cái tháp đúng không, mình sẽ trèo lên cái tháp này trước đi. Nó bắn. Ui nè hút nó được nè các bạn. Không hết luôn, hết. Mình được 7 cái lọ luôn. Wow. Thôi cái này nó sẽ stack lại với nhau các bạn ơi, rất là dễ luôn. Mình sẽ đem nguyên một stack đem về luôn ấy. Đó, bắn đi. Rồi trong lúc chờ đợi nó bắn tiếp ấy thì mình sẽ trèo lên để phá tiếp mấy cái pha lê này nha các bạn. Đó, không phá mấy cái pha lê này thì rất là khó để đánh rồng Ender luôn. Rồi giờ mình sẽ không biết bắn xuyên qua được không ta. Không biết bắn xuyên được. Ui bắn xuyên qua được luôn. Wow gì hay rồi. Thì mình có thể bắn xuyên qua các bạn ơi. Về. Đi trong đây rất là đau luôn nha các bạn. Đó thành ra phải lưu ý nha, giáp thường là chắc bị dính rất là nhiều sát thương luôn ấy. Đó, mình lấy cũng khá là nhiều nè, được 30 lọ rồi. Bắn tiếp đi bắn bao nhiêu mình không hết. Nó đi chưa đấy, rất là nhiều sát thương luôn nha các bạn. Rồi giờ chắc mình sẽ đi cất mấy cái lọ thuốc này đi, lọ hơi thở của rồng nè. Đó rồi mình lấy thêm 32 cái lọ nữa để mình lấy thêm. Rồi thật là nhiều mấy cái lọ hơi thở của rồng ấy, tha hồ mà chế mấy cái mũi tên luôn các bạn ơi. Ngoài ra mình cần phải ăn thêm một trái táo vàng nữa để nhiều khi rồng đánh thì mình nhận ít sát thương hơn ấy. Cắt vô đây nè, lấy tiếp 30 cái chai ra, ăn trái táo vàng, uống thuốc tốc độ, thuốc hồi máu để chuẩn bị sẵn hết luôn các bạn ơi. Đây tính ra tiên ti mình chế tạo là hơi thừa các bạn ơi, mình không cần dùng tới tiên ti đâu. Dùng cái cúp cũng như cái cung là đủ rồi, tại vì mình có giáp bảo vệ khỏi vụ nổ mà. Rồi mình được cái bảo vệ nữa kìa, từ cái cháo táo vàng các bạn ơi. Ở đây còn cái trụ trên kia đúng không, mình cần phải leo cao cao. Đây bắn nè nổ boom dây dính sát thương cho rộng luôn kìa. Ồ may mắn thật ấy các bạn ơi. Rồi hút lẹ ui da đó, rộng lại đánh mình. Ui Enderman sao đánh mình. Mình đâu có làm, không có làm gì mà cũng đánh mình nữa nè, kiếm chuyện mà. Mình đang đánh rồng, cứ kiếm chuyện mình hoài à các bạn ơi. Rồi, có ngọc nè, được, lấy luôn. Tranh thủ lấy thêm hơi thở của rồng nha. Lấy thật là nhiều về luôn các bạn ơi, nó múc hết về luôn. Rồi, tiếp theo là bắn cái tháp nè, chúng. Ui, xém chúng nè. Ui, gần chúng. Lần nữa nè. Ui, thấp quá, cao lên xíu. Nó được rồi nè. Được chưa, hình như được rồi các bạn ơi. Nó chạy hút tiếp. Bắn cái nào là mình hút cái đó các bạn ơi. Mình đem theo có một stack chai à, thành ra múc cũng hơi ít đây. Để lần sau mình có triệu hồi rồng thì mình sẽ đem mấy stack luôn, ta hồi mà lấy hơi thở của rồng á các bạn ơi. Giờ nó full rồi nè. Rồi để coi cái nào chưa bắn nổ ta. Ủa, cái này còn nè. Bắn nè.
Boom vậy. Hình như còn cái đó thôi hay sao các bạn ơi. Giờ phải né những cái quả cầu của con rồng Ender nữa. Rồng Ender hả? Nổ đi. Nổ. Hình như trúng luôn rồi các bạn ơi. Hình như nổ luôn rồi kìa. Wow, để coi coi còn cái trụ nào không nha. Nếu còn thì nó sẽ kiểu như là kết nối với rồng để hồi máu cho rồng ấy các bạn ơi. Ờ, có vẻ bây giờ hết rồi đó. Bây giờ mình sẽ dùng cung để tiêu diệt rồng nha. Khi nào mà rồng áp sát thì mình sẽ sử dụng cái giường ấy theo cách của các bạn gợi ý cho mình. Ui, xem chúng rồi, xem chúng rồi. Bay đi đâu? Bay. Bay đi đâu? Bay đi đâu? Ui, rồng né hay quá các bạn ơi. Kìa kìa, rồng né hay quá hả? Ui, rồng biết né nha. Né đi đâu? Ui, rồng né khó bắn. Ui, trúng nè. Rồi, giờ mình sẽ dùng cái giường. Ui, giường mình không có đem theo. Điều tình. Ok, giờ mình sẽ đánh trận chiến đi. Đấy, mình sẽ dùng kiếm đánh một vài phát đi. Mình sẽ đánh dùng giường các bạn. Ui, sao đánh không tới? Ui, mình đánh không tới. Đây nè, trúng nè. Đấy. Wow. Chạy. Gì? Uống thuốc vô. Rồi, uống thuốc sức mạnh luôn. Đó. Ăn trái táo vàng vô cho nó khỏe nè. Ui da. Enderman kiếm chuyện. Ui, mấy Enderman này kiếm chuyện mình hoài luôn các bạn ơi. Mình không có làm gì mà cũng quánh mình nữa. Thiệt tình á. Ui da. Ui. Phải thủ theo một cái ngọc Ender nha các bạn ơi. Khi mà bị rồng đánh đây thì mình sẽ quăng Ender Pier xuống để cho nó đừng có cao quá và tránh bị té chết ấy. Đấy, vậy nó sẽ an toàn hơn. Dám đuổi theo nè. Rồi giờ lấy giường để bắt đầu đánh nhau với rồng thôi nha. Nãy giờ mình quên đem theo cái giường ta. Ủa, chỗ nãy đâu mất tiêu rồi. Cái chỗ nãy mình mới đi xuống ấy. Ui, đừng nói lạc nha. Lạc dưới đây là mệt ấy. Đâu ta. Ừ, hình như nó xung quanh đây thôi các bạn ơi. Để mình tìm kỹ lại cái đã. Rồng thì bây giờ hết hồi máu được rồi. Tại vì mình phá gần hết mấy cái trụ rồi đó các bạn ơi. Mấy cái trụ có mấy cái Enristo ở trên ấy. Thành ra bây giờ mình rất là khỏe luôn. Chỉ cần tìm cách gây thật nhiều sát thương lên rồng thôi. Ủa, rồng mình cũng ăn chưa kìa. Đánh luôn cả đồng minh ở dưới điện luôn. Ủa, sợ chưa. Rồi mình sẽ xuống đây để lấy cái giường nha. Đem hơi ít đồ các bạn ơi. Đây, giờ tranh thủ lấy một cái giường luôn. Đó, đem hết giường lên luôn nè. Rồi cũng như là đem theo thuốc hồi máu nữa. Rồi tầm này lõm rồi đó. Thuốc hồi máu sẵn sàng kế bên luôn. Đó, được 3 lọ nè. Rồi giờ lại đẳng và tiếp tục chiến đấu thôi. Tí mình ăn sao cũng được. Giờ mình có hiệu ứng của trái táo vàng rồi. Đó, rất là khỏe luôn. Rồi giờ chỉ cần đợi rồng đáp xuống là mình sẽ đặt cái giường kế bên và ngủ với các bạn. Đây không biết mình đặt như thế nào cho thích hợp nữa. Mình tầm đặt ở đây đi. Ở đây đi. Đó. Rồi. Ui. Mấy Enderman bu lại rồng Ender kìa. Ây da. Ngủ nè. Ui. Nó nổ tung mình lên luôn các bạn ơi. Nguy hiểm quá à. Dùng cách này cũng được ấy. Nhưng mà nguy hiểm cho mình lắm luôn ấy. Kìa. Nổ kìa. Banh hết con này rồi. Cái này hơi nguy hiểm ha. Đánh trận chiến. Đó, đánh trận chiến. Ui, áo, ui. Có thấy không, các bạn thấy gì chưa? Đấy, rồng rất là mạnh nha. Rồi. Ui, mình đánh không được này. Mình nhặt item cũng không được luôn đó mọi người. Ui, nó bị sao ấy. Ui. Ây da, áo. Mày quá. Ui, sao mình nhặt item không được ta? Ui, mình cần phải có thêm mấy cái ngọc ấy các bạn ơi. Chứ đánh như vậy là bị hất lên là té xỉu luôn á. Ui, mình hết táo luôn rồi. Phải lấy thêm ngọc Ender không được. Giờ đánh Enderman để lấy thêm ngọc Ender thôi. Đấy. Ui, không có rơi ra ngọc à. Ui, nguy hiểm rồi. Không sao, giờ dùng cung bắn cũng được. Dùng đủ một cấp. Ui da. Dám đánh mình hả? Rồi, có ngọc Ender rồi, khỏe rồi. Giờ đợi bắn rồng thôi. Nó trúng rồi kìa. Ô, cái cung mình mạnh lắm nha các bạn. Ấy, bắn rất là nhiều sát thương luôn kìa. Bắn đi đâu. Nó trúng nữa nè. Liên tục luôn. Ui, không phải. Trúng nữa nè. Né đi. Né hả? Ui, nó bắn cung. Ui, trúng nữa nè. Vậy, trúng nữa nè. Né đi. Tại vì mình có cái cung vô hạn các bạn ơi, thành ra bắn rất là thoải mái luôn, không sợ hết mũi tên ấy. Phải đón trước cái hướng đi ấy thì bắn nó mới dễ trúng các bạn ơi. Đấy, rồng né hay thật ấy. Né hay nhưng mà núp bắn chính xác. Làm sao mà né được. Ui rồi. Ui, vòng bay vòng vòng khó chịu quá hả. Bay đi đâu hả?
giờ chỉ cần gồng áp sát ấy là mình sẽ dùng kiếm mình chặt liền. Dùng giường không ổn rồi, tại vì giường thì nó sẽ nổ mình bay lên trời ấy, nguy hiểm lắm các bạn ơi. Đó, nãy giờ cũng được 3/2 cái ống máu kìa. Ủa 2/3 cái ống máu chứ. Rồi bắn ra đây nè, bắn ra đây. Ui mũi tên rớt xuống ngược lại kìa, hiểm quá. Ui gồng bay gì hơi khó đánh nha. Hết đáp rồi, gồng giờ hết đáp rồi. Ủa ở đây có một ender nè, đấy luôn. Rồi gục chưa hả gồng? Ồ bắn xa kìa kìa, để liên tục luôn. Chắc lần này mình dùng cung để kích liễu rồng rồi chứ dùng kiếm cũng ít đó các bạn ơi. Nãy bay lượn hả? Bay lượn đi đâu, bay lượn đi đâu, bay lượn đi đâu? Đó hợp lý hợp lý, cứ bay như vậy nha. Rồi kết cái đà này thì mình chỉ cần mấy mũi tên nữa là có thể kích liễu được gồng ender đó các bạn ơi. Đấy cứ như vậy mà bắn thôi, cứ như vậy mà bắn thôi. Gì khoảng 5 mũi tên nữa thôi, cố lên. 5 mũi tên nữa thôi, 5 mũi tên nữa thôi. Ui 4 mũi tên nữa. Ui cẩn thận nha các bạn, mũi tên nhiều khi nó găm ngược lại ngay mình luôn ấy, tại vì mình bắn lên trời mà. Bắn lên trời mà. Đó 3 mũi nữa, 2 mũi nữa, 1 mũi cuối cùng. Kết thúc, kết thúc, kết thúc. Ui kết thúc nè. Ui mũi cuối cùng à. Ok giờ mình sẽ ngắm thật kỹ để kết liễu rồng nha. Rồi để coi coi ở đâu là rồng sẽ thích hợp để kết liễu ta. Kết liễu rồng đó. Yay, oh my god, cuối cùng thì mình cũng đã tiêu diệt được rồng ender các bạn ơi. Mình sẽ dập tắt mấy cái lửa này đi đó, và hứng hết kinh nghiệm ở đây luôn nha. Đó, rất là nhiều kinh nghiệm sẽ rớt xuống nha các bạn. Rồi wow, đây chính là khoảnh khắc mà chúng ta đang mong chờ đây. Đó, rồng ender đã được tiêu diệt rồi. Giờ chúng ta chỉ cần nhặt hết kinh nghiệm thôi. Đấy, mình đã lên được 60 level luôn rồi kìa. Wow, nhiều kinh nghiệm chưa. Đây, ở đây còn nữa nè, 66 level luôn rồi các bạn ơi. Wow, rất là nhiều luôn. Ở đây có cái quả trứng rồng ấy. Để đảm bảo an toàn thì chắc mình sẽ lắp ở mặt trên trước. Sau đó mình sẽ lấy cái trứng rồng mang về nha. Đây, mình sẽ lắp ở bên đây nè. Và mình cần phải đào thêm một ít mấy cái end rock rồi, mấy cái đá ở dưới end đấy các bạn ơi. Tại vì bây giờ mình cũng hết block. Đúng rồi, mình không có đem mấy cái cục đá cụi theo. Mình có để trong rương hết trơn rồi. Mình đem theo mà mình chưa kịp sử dụng nữa là mình đã tiêu diệt được rồng ender rồi. Tính ra hôm nay mình chuẩn bị hơi bị thừa ấy các bạn ơi. Nhưng mà không sao đâu, thà thừa còn hơn thiếu đúng không. Giờ mình sẽ lấy một cây đốt nè, chuột phải vô cái quả trứng. Rồi quả trứng đâu ta? À đây đây, quả trứng đây. Các bạn có thể lấy quả trứng mà không cần biết stone ấy bằng cách đặt cái đuốc ở dưới như này nè các bạn ơi, và đập thôi. Đó, chúng ta đã có thể lấy quả trứng rồi đó. Và chúng ta đã có thêm một cái thành tựu, đó chính là thế hệ mới. Vậy như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã tiêu diệt được rồng ender rồi các bạn ơi. Chắc bây giờ thì mình sẽ quay về nhà trước đi, còn NCT thì để chuyến sau thì mình sẽ khám phá nha. Đó, giờ thì mở cánh cổng này ra và quay về cái ngôi nhà thân yêu của chúng ta thôi. Chuyến đi này thì cũng khá là ngắn thôi, không có dài quá các bạn ơi. Rồi bây giờ thì quay về nhà thôi, let's go, boom. Đó, và đây chính là trailer khi mà chúng ta đã tiêu diệt được rồng ender các bạn ơi. Đó, một cái logo của Minecraft đã hiện lên đấy, và ở dưới là một số thông tin về game thôi. Đó, chắc mình sẽ skip qua cái đoạn này nha. Đó, rồi vậy chúng ta đã tele về nhà rồi đấy. Và để mình coi coi. Như vậy trong chuyến đi ngày hôm nay thì mình chỉ mang về được có đúng một quả trứng rồng thôi. Và còn cái rương ender mình còn để ở bên kia. Ôi cái rương ender mình còn để bên kia rồi. Không ổn không ổn. Để mình coi coi mình còn hát diệm thạch không mới đã. Để mình còn chế tạo một cái rương ender khác nữa để kết nối với cái rương kia và lấy đồ ra ấy các bạn ơi. Không biết mình còn không ta. Ôi đúng. Ôi vậy là mình bỏ hết hát diệm thạch vô trong kia luôn rồi. Ok chắc bây giờ mình sẽ đi xuống cái hầm mai để đào một ít cái hạt diệm thạch đem lên rồi chúng ta chế tạo một cái rương ender nha các bạn. Ok hầm này các bạn, mình đào xong số hạt diệm thạch nha. Ok cảm ơn, bây giờ mình sẽ bắt đầu chế tạo thêm một cái rương ender mới để có thể kết nối với cái rương ender cũ nha. Đây được một cái mắt của ender rồi, sau đó mình sẽ bao bọc bằng những cái cục hạt diệm thạch như thế này. Rồi sau đó mình sẽ đặt xuống
đặt cái rương xuống để mình có thể cắt những cái lọ hơi thở của rồng vào. Mỗi lần này mình được tới 65 lọ đang cảm ơn ơi, ta hồ mình chế tạo nha. Và ngoài ra thì mình chỉ sử dụng có 5 quả táo vàng thôi và một ít cái lọ thuốc tốc độ cũng như là chạy nhanh và hồi máu ấy. Và ngoài ra thì mình cũng có sử dụng giường để đánh rồng nhưng mà mình thấy nó không hiệu quả cho lắm các bạn ơi. Nổ một lần là mình bay tít lên trời luôn. May mà qua đó mình có đôi giày giảm sát thương khi rơi, thành ra nó cũng không có mất nhiều sát thương cho lắm các bạn ơi. Và TNT thì mình chỉ sử dụng hình như mình chưa sử dụng được quả nào luôn ấy. Nhưng mà không sao đâu, để có gì lần sau thì mình sẽ sử dụng nha. Còn mấy cái lọ này chắc mình sẽ cất vô đây đi và mình sẽ ngủ một cái. Đó, nãy giờ đánh rồng cũng khá là mệt rồi, rồi sáng thức dậy để làm việc tiếp nha các bạn. Ok các bạn ơi, hiện tại thì mình đang có rất là nhiều kinh nghiệm luôn, tới 66 level, thành ra bây giờ mình sẽ enchant những cái quyển sách nha để kiếm thêm những cái dòng hay ho hơn ấy. Và các bạn nhớ lưu ý là cái quyển sách khi chúng ta cho vào cái deck thì nó sẽ không stack lại với những quyển sách bình thường nha. Nó có cái một nhãn cái này, thành ra mình không thể stack lại với nhau nha các bạn. Đó, không thể stack lại này. Bây giờ mình sẽ enchant cái quyển sách bình thường này trước đi. Đó, mình sẽ lấy Luli cho vô đây và cho quyển sách vào. Đó, đánh bắt lùi. Đánh bắt lùi cũng khá là tốt này, mình có thể ép vào cái kiếm của mình nữa các bạn ơi. Đó, boom. Đúng có dòng đánh bắt lùi à. Tới cái này, xuyên thủng. Xuyên thủng. Cái này hình như là ép vô cây đinh ba các bạn ơi. Khá là tốt này. Được. Giờ mình sẽ lấy xuyên thủng luôn nhé. Boom. Được xuyên thủng 4 luôn. Tiếp theo. Hại thiên ma. Dòng này không hay rồi. Ok, chắc mình sẽ reset đi, mình sẽ dùng một cây cúp đi nha. Ok, mình sẽ lấy một cây cúp đi. Mình sẽ enchant để coi coi nó có đồ mềm mại nữa nè. Cái này chắc mình sẽ làm một cây xẻn các bạn ơi. Thì mình chưa có cây xẻn mềm mại ấy. Được nha. Đây, mình có một cái xẻn thừa nè. Cho vô đây. Đó, phải lấy cái độ mềm mại trước đã. 1 2. Búp. Được cái độ mềm mại là ok rồi. Đấy, có một cái xẻn độ mềm mại rồi nha. Cho vô đây đi. Và tiếp theo để coi cái cuốn sách như thế nào. Sức mạnh. Nạp nhanh. Mấy dòng này cũng không tốt cho lắm. Mình sẽ reset bằng một dòng của một level của cái cúp đi. Đó, sau đó sẽ cho vô đây và lấy lại kinh nghiệm thôi. Đấy, rất là tiện luôn. Mình rất thích cục đá mài ở phiên bản mới này luôn nha các bạn. Rồi, giờ mình sẽ cho lại quyển sách vào. Sức mạnh 4. Chắc mình không cần nữa đâu. Giờ mình có sức mạnh 5 rồi, không cần. Vậy là mình phải reset tiếp rồi. Hiệu sức 4 á. Hay là mình ép lại những cái cúp mình nhờ. Hiện tại thì mình cái cúp của mình là hiệu sức 4 chằm móng 3. Cái này cũng là hiệu sức 4 chằm móng 3 này các bạn ơi. Hay là mình enchant một cây cúp nữa ta. Ok, chắc sẽ enchant một cây cúp hiệu sức 4 nữa đi. Để mình tạo thành một cây cúp hiệu sức 5 á các bạn. Khi đó thì nó sẽ đào rất là nhanh luôn ấy. Rồi, giờ quyết định enchant luôn nha. Boom. Được hiệu sức 4. Giờ mình sẽ vào trong nhà ấy để ghép hai cây cúp của mình lại với nhau để tạo thành một cái cúp siêu bá đạo luôn. Hiệu sức 5. Đào rất là nhanh luôn nha các bạn ơi. Đây, mình sẽ cho vô đây và cái đe của mình nó cũng gần hỏng rồi kìa. Nhầm, cái này là mềm mại mà. Đây, vô đây. Chỉ tốn 7 level thôi mà chúng ta đã có hiệu sức 5 cũng như là chầm hóng 3 rồi các bạn ơi. Đó, rồi. Big cat. Ok, vậy là nớp picket nha các bạn. Đấy, rồi. Như vậy thì mình đã có một cây nớp picket rồi. Mặc dù là cúp của nớp nhưng mà nó cũng có dòng hiệu sức 5 các bạn ơi. Để cho nớp đào nhanh hơn ngay. Rồi, giờ mình sẽ vô trong để enchant tiếp coi nó có được những dòng gì tiếp theo nha. Đây, xuyên thủng 3. Vậy là mình có xuyên thủng 4 rồi, vậy là đâu cần nó đâu. Đây, cái này xuống, bỏ sách vô. Sải bước dưới nước. Sải bước dưới nước được nè các bạn ơi. Hiện tại đôi giày của mình chưa có sải bước dưới nước. Wow, vậy là mình sẽ lấy sải bước dưới nước nha. Được. Rồi, lấy sải bước dưới nước luôn. Vậy là mình sẽ ép cái sải bước dưới nước này vào trong cái đôi giày của mình đây để cho đôi giày của mình có thể đi nhanh hơn ở dưới nước các bạn ơi. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ vào trong để ép rồi mình sẽ test luôn cho các bạn xem nha. Mình chỉ cần đúng cái mũ mà có cái dòng đào nhanh dưới nước nữa thôi là mình có thể khám phá đại dương rất là dễ dàng luôn đó các bạn ơi. Đây, mình sẽ cho đôi giày vô trong này và cho cái sải bước dưới nước 2 vô. Chỉ mất có 7 level thôi mà chúng ta đã có thêm được cái dòng sải bước dưới nước rồi. Rồi, giờ mình sẽ mặc vào và đi dưới nước cho các bạn xem coi nó có nhanh hơn bình thường không nha. Giờ mình sẽ test khi không có giày nè. Đó, đi khá là chậm đúng không? Đó, còn khi có giày nè. Đấy, đi nhanh hơn hẳn luôn nè các bạn ơi. Khi lội thì sao? Wow, khi lội nó còn nhanh hơn nữa nè. Đấy, rất là tiện luôn đúng không? Sắp tới mình chỉ cần đúng cái dòng đào nhanh dưới nước nữa thôi là chúng ta có thể đi mai ở dưới nước luôn đấy. Tại vì cái mũ của mình đã có dòng...
Hình như cái mũ thở dưới nước. Đây đây đây, mũ thở dưới nước của mình đây. Là mình có thể khám phá biển rất là dễ dàng luôn các bạn ơi. Và ok, như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã tiêu diệt được Remender cũng như là Enchant được rất là nhiều quyển sách cũng như là công cụ từ việc lấy kinh nghiệm ở dưới địa này các bạn ơi. Và tập sau thì mình sẽ bắt đầu những hành trình mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.